Khánh Ngọc xin mến chào quý vị. Quý vị thân mến, tâm lý phụ nữ rất đơn giản và dễ hiểu. Thậm chí là nó còn đơn giản hơn nhiều so với tâm lý đàn ông. Bởi vì đàn ông không chỉ dựa trên cảm tính mà còn dựa trên những logic đôi khi rất phức tạp. Chính vì phụ nữ quá đơn giản nên đôi khi đối với đàn ông đó lại là một ẩn số. Có nhiều bạn nam phàn nàn rằng không hiểu được con gái đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì, không biết chiều con gái như thế nào. Thực ra không phải là đàn ông không biết con gái đang nghĩ gì, mà là họ không thể hiểu thế nào là phụ nữ. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số điểm mấu chốt rất đơn giản để bạn hiểu được tâm lý phụ nữ là như thế nào các bạn nhé. Trước tiên, mình phải nói một điểm rất quan trọng, đó là bạn không nên so sánh phụ nữ với đàn ông. Một người phụ nữ là một người phụ nữ và một người đàn ông là một người đàn ông. Đây là hai sinh vật khác nhau, không đối lập nhau nhưng bổ sung cho nhau. Đàn ông và phụ nữ có mục đích khác nhau, bạn biết không ạ? Do đó, sẽ không chính xác nếu như chúng mình so sánh hai giới với nhau. Một người đàn ông dù có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không thể sinh con như một người phụ nữ. Và người phụ nữ có tài ba đến đâu cũng không thể làm được điều đó nếu không có sự giúp đỡ của một người đàn ông. Vì vậy, đàn ông làm công việc của đàn ông và phụ nữ làm công việc của phụ nữ và họ bổ sung cho nhau. Như vậy, để hiểu được tâm lý của người phụ nữ, chúng ta phải hiểu tại sao tạo hóa lại tạo ra họ. Mục đích của phụ nữ là gì? Các bạn thân mến, một người đàn ông ngay từ khi sinh ra đã được cài đặt giống như một chiếc tivi với một số kênh truyền hình có sẵn ấy. Chẳng hạn, khi sinh một người con trai, cha mẹ đã phải nghĩ tới nhà cửa, tới đất đai cho tương lai của nó. Nhưng khi mà sinh ra một cô con gái thì không. Thế nên người ta có câu nói rằng phận đàn bà 12 bến nước. Khi phụ nữ sinh ra thì mục tiêu và mong muốn đều là con số 0. Họ chẳng có gì ngoài sự yêu thương. Chính vì vậy nên suy nghĩ và hành vi của một người phụ nữ sẽ khác với suy nghĩ và hành vi của đàn ông. Rõ ràng ban đầu, thiên nhiên đã tạo ra một người phụ nữ với thiên chức sinh sản và nuôi dạy con cái. Mọi hành vi của người phụ nữ đều xoay quanh nhiệm vụ này. Và để tiếp tục nhiệm vụ của mình thì một người phụ nữ cần một người đàn ông. Không có đàn ông, phụ nữ không hoàn thành được thiên chức đó. Theo quy luật của tự nhiên, người phụ nữ luôn tìm kiếm cho mình một người đàn ông mạnh mẽ. Cô ấy sẽ cảm thấy được che chở và tin tưởng trong tương lai. Phụ nữ muốn những điều đơn giản. Họ muốn có sự sung túc về vật chất, sự an toàn, sự quan tâm, tình yêu và sự tôn trọng. Những thứ mà họ hy vọng rằng sẽ được nhận bởi một người đàn ông. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng cung cấp cho họ những cái điều đó. Nhưng vì sao phụ nữ đôi khi lại từ chối những người đàn ông làm hài lòng họ bằng mọi cách? Có những người đàn ông rất tốt, nhưng cô ấy lại không thích. Có phải người phụ nữ đó quá ngu ngốc hay không? Không phải đâu ạ. Bởi vì cô ấy không coi những người đàn ông như vậy là người đàn ông mạnh mẽ. Một người đàn ông mạnh mẽ sẽ không bò trước mặt một người phụ nữ. Anh ấy sẽ tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy và bảo vệ cô ấy. Nhưng cố gắng lấy lòng cô ấy, quỳ gối trước mặt cô ấy để cô ấy ban phát cho tình yêu, thì anh ta không phải là một người đàn ông trong mắt của phụ nữ. Ngay cả lòng tự trọng mà anh ta cũng không có, thì làm sao mà biết được một người phụ nữ cần cái gì? Do đó, gần như tất cả phụ nữ trên hành tinh này đều ham muốn có một người đàn ông mạnh mẽ. Bởi vì khi người đàn ông mạnh mẽ thì phụ nữ mới sống với đúng bản chất của họ.
đó là sự yếu đuối và cần có sự che chở. Các bạn thử nhìn vào một gia đình mà người phụ nữ mạnh mẽ hơn người đàn ông thì sẽ rõ. Hoàn cảnh buộc phụ nữ phải mạnh mẽ, chứ thực ra bản chất của họ không muốn như vậy, các bạn nhé. Những người phụ nữ mà quá mạnh mẽ đều khó có hạnh phúc trọn vẹn. Vì vậy, nhiều phụ nữ họ yêu những người đàn ông tự tin, mạnh mẽ và thậm chí tàn nhẫn một chút. Đàn ông và phụ nữ là đại diện cho giống đực và giống cái như muôn loài trong thiên nhiên, đúng không ạ? Các bạn hình dung những con đực mạnh mẽ, những con đực đầu đàn, những con thống trị luôn chiếm hữu được những con cái. Và bản thân những cái con cái thì cũng thích được giao phối với những con đực đầu đàn. Như vậy là con đực mạnh mẽ và thống trị không chỉ thu hút ở vẻ ngoài mà còn thu hút bởi sự hấp dẫn về mặt tình dục, đúng không ạ? Thứ hai, muốn hiểu tâm lý của phụ nữ thì đừng nên tranh luận với họ, bởi vì nó là vô nghĩa. Cái cốt lõi đàn ông phải hiểu đó là một người phụ nữ tranh luận với bạn không phải vì cô ấy muốn chứng minh hay là thuyết phục bạn tin vào một điều gì đó, mà bởi vì cô ấy chỉ đang bày tỏ sự không hài lòng với thái độ của bạn. Khi một người đàn ông sùi bọt mép để mà tranh luận với một người phụ nữ thì trông anh ta rất giống với cô ấy. Trong hoàn cảnh đó, cô ấy sẽ chỉ thấy một người phụ nữ trước mặt cô ấy, chứ không phải một người đàn ông. Đối với một người đàn ông, không nhất thiết phải hơn thua với người phụ nữ. Đàn ông thông minh chỉ cần lắng nghe và tôn trọng phụ nữ. Còn việc có làm theo hay không, đó là bản lĩnh của đàn ông. Phụ nữ họ chỉ cần đàn ông lắng nghe và tôn trọng khi họ nói thôi. Còn đàn ông làm như thế nào không quan trọng. Các bạn nhớ lấy điều này nhé. Các bạn thân mến, một người đàn ông thông minh chắc chắn sẽ lắng nghe người phụ nữ của mình. Bởi vì đôi khi những ý tưởng xuất hiện trong đầu phụ nữ mà không thể xuất hiện trong đầu đàn ông, đúng không ạ? Như mình đã nói ngay từ ban đầu ấy, đàn ông và phụ nữ bổ sung cho nhau. Vì vậy, nếu đàn ông lắng nghe và tôn trọng phụ nữ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là sự phiền phức. Các bạn thân mến, như vậy là trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ vài lưu ý nhỏ. Bạn là đàn ông, chỉ cần hiểu như vậy là có thể nắm bắt được tâm lý của phụ nữ. Thứ nhất, thiên chức cao nhất của phụ nữ đó là sinh sản và nuôi dạy con cái. Dù một người phụ nữ có muốn hay không, thiên nhiên sẽ thúc đẩy cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, bất kể một người phụ nữ đó hướng đến lối sống nào. Ví dụ, một cô gái điếm sau khi giải nghệ thì cũng muốn có một đứa con. Và để hoàn thành định mệnh của mình, một người phụ nữ cần một người đàn ông mà cô ấy cần tìm kiếm, lựa chọn và quyến rũ người đàn ông đó. Thứ hai, một người phụ nữ cần một người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh người mà cô ấy sẽ cảm thấy an toàn và nhờ người đó mà cô ấy sẽ vững tin trong tương lai. Phụ nữ cần một người đàn ông bình thường bên cạnh, yêu thương cô ấy, tôn trọng, bảo vệ, hỗ trợ và chăm sóc cô ấy. Để một gia đình vững mạnh và hạnh phúc, người đàn ông trong gia đình đó phải thực sự là một người đàn ông, và người phụ nữ phải là một phụ nữ. Nó không thể đổi vai cho nhau, các bạn lưu ý nhé. Tóm lại, để hiểu một điều gì đó trên thế giới này, bạn cần phải tìm hiểu xem nó dùng để làm gì, nhằm mục đích gì. Ví dụ, khi chúng mình hiểu rằng cái tủ lạnh được thiết kế để duy trì nhiệt độ thấp cần thiết để bảo quản thực phẩm, thì đương nhiên chúng mình sẽ biết được nguyên lý hoạt động của nó, đúng không ạ? Vì vậy, khi hiểu được mục đích của một người phụ nữ thì đàn ông có thể đưa ra lời giải thích cho hành vi đôi khi không thể giải thích được của họ.
Các bạn thân mến, nếu bạn không cố gắng hiểu ai đó, bạn sẽ không bao giờ hiểu được họ. Bởi vì phụ nữ thích làm phức tạp mọi thứ, nhưng bản thân họ thì lại rất đơn giản. Phụ nữ không cần quá nhiều ở một người đàn ông. Điều họ cần nhất đó là sự quan tâm. Bởi vì điều đó cho phép phụ nữ tự tin vào sự nữ tính của chính mình, vào giá trị của chính mình. Đừng quên rằng tìm một người đàn ông là một trong những nhiệm vụ chính của người phụ nữ trong cuộc đời của họ. Nếu không có đàn ông thì cô ấy sẽ không thể sinh ra một đứa trẻ. Và đây chính là điều mà tạo hóa đòi hỏi ở người phụ nữ. Để có tình yêu của phụ nữ thì đàn ông không nhất thiết phải mua kim cương hay là tài sản đắt tiền nếu như bạn không đủ khả năng. Đôi khi chỉ cần một bó hoa cũng sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, các bạn ạ. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt các bạn.